Tiên anh xin chào tất cả các em cầu thủ đam mê câu cá toàn quốc. Hôm nay em tục lên em một clip gồm 10 cây cần câu nha em. 10 cây cần câu này là 10 cây cần câu 2 khúc 3 khúc. Hàng đánh bạo lực nha anh em. Phần bên đây từ đây trở về là hàng chuyên bạo lực luôn, hàng hai da. Rồi đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chính hàng toán, nếu hàng lỗi mà không giống clip lên đó thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Tham khảo. Thì cây thứ nhất là một cây cần phép mọi người, cần phép. Thì cái này là một cây cần phép cắm gốc. Đó. Cây này cắm gốc nha mọi người. Cái này một cây hàng của Gomet, hàng của Hàn Quốc nha mọi người. Cây này dài được 1m8, cứng DX. Phen đi. Đó. Phen biển nha anh em, phen biển. Phen biển là phen thường nha anh em, phen thường, phen biển nha. Đây, nó đây. Nhìn cực kỳ ngầu luôn nha. Buông nó đây. Đó. Cây này dài 1m8, cắm gốc bát thường, phen thường. Đó. Cán 3 khúc, cán đề cao. Đó. Thì cái này nó cứng em test nó gờ tầm khoảng 100 nha mọi người, cứng tầm khoảng 100-120. Rồi giá công khai cây thứ nhất giá là 350k nha, cây này nặng 360g đó, đọt 2 ly 8. Rồi cây thứ nhất 350k. Rồi tiếp theo là cây số 2. Cây số 2 là một cây cần của giờ biết để em coi đó, cây số 2 là một cây cần 3m nha mọi người, hơi lóc. Cây này là bát tầm bát Fuji, phen là phen thường. Đó. Đây anh em, đó. Cây Holy Lock. Thì phen là phen thường, bát là bát Fuji. Đó, dàn phen cực kỳ ngầu nha mọi người. Đó. Cây dài 3m 2 khúc nha. Bát Fuji đây. Đó, Holy Lock. Cây này thì em lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. À, tem sức đầy đủ, cần 3m, rôm gì đó, chả biết, hàng ngoại hình còn rất ok nha mọi người. Thì cây này thì em đo là nặng là 320g, 320g, giá là giá 600k mọi người. Cây này cứng gờ tầm khoảng 30 nha, cứng gờ tầm khoảng 30, gờ tầm khoảng 30, đọt cây này là 2 ly 3 nha mọi người, đọt 2 ly 3 đây. Nó dễ đây đó. Anh em câu chép câu mè lấy cái này đánh cực kỳ ok nha, đó hàng cực kỳ dịu nha, bộ phen cực kỳ dày luôn, phen thường nha mọi người, phen thường bát thường bát Fuji đó. Rồi giá công khai là 600k cái cần carbon, tất cả phen đều ok hết nha mọi người. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 sẽ là một cái cần hệ, chuyển qua hàng dàn bên đây là hàng cần hệ hết. Cây số 3 là một cây cần của Shimano nha mọi người, cây Shimano. Đó. Cây Shimano Hipower X, hàng sáng X. Đây, nó bị bụi nha anh em, về chịu khó lau chùi giúp em. Đó. Cây này hai đọt nha mọi người, dài 2m4 hai đọt. Một đọt cứng 50, một đọt cứng 80. Đó. Thì có một đọt bị gãy đọt, để em để đọt này xuống. Đó, một đọt bị gãy đọt. Thì ngoại hình có xuất sắc theo thời gian nha mọi người. Đó. Phen là phen Fuji dạ quang. Bát là bát Fuji Shimano đây. Có xuất sắc nha. Nó chốc lớp sơn bóng thôi. À, chất lượng thì không ảnh hưởng nha. Phen là phen Fuji. Đó. Bát là bát Fuji của Shimano. Cái này hai đọt nha mọi người. Một đọt là 50. Đây đọt 50 nó sẽ bị gãy một khúc đọt nha mọi người. Đó. Đọt 50 gãy một khúc đọt rồi. Đó. Thì đọt 80 thì còn nguyên zin nha. Đó. Đọc là đọc tháp nha anh em, đọc 80 còn nguyên zin. Đó anh em câu cha câu chép đến đằng xe đến đọc này cực kỳ ok nha. Đó. Cái đọc 50 thì nó bị gãy đọc một phân này, đó, một ít này. Đây để vô sẵn sẵn cho anh em xem, nó gãy có tí thôi. Đó. Thì cái đọc này thì keo nó bị chút xúc keo đây, nó tí em đi keo lại cho anh em, đó không sao. Cứ hàng sau bán hàng lỗi cho nào thì nói cho đó thôi. Cái này 2m4 hai đọt. Đó, hàng cực kỳ ok nha. Cây này nặng là 250g. Đọt 80 nữa là 2 ly 5. Giá công khai là 1,1 triệu nha mọi người. 1,1 triệu cây số 3, 1,1 triệu hai đọt anh em câu ghe tàu. Câu cha câu chép tính đăng xe đều được hết nha, hai đọt. Đó. Cần thì lỗi cho nó thì em nói anh em lỗi cho đó rồi. Đó, giá công khai là 1,1 triệu. Cộng xếp cho mọi người. Số 4 nha mọi người.
cây số 4 đông cây cần rút. Đó. Ngoại hình thì cực kỳ ok rồi, nó hàng lấy từ thị trường Nhật về khỏi bàn. Bass là bass Pussy nha mọi người, bass là bass Pussy. Cây này cứng 80 và 3m6, chuẩn anh em đánh lăn xe luôn, đánh lăn xe, đánh cha, đánh chép, đánh bạo lực. Đó, hộp số cực kỳ đẹp nha. Hàng carbon sáng kim. Đó, tem sức đầy đủ, hàng của hàng new. Đó. Carbon gold. Fan là fan Pussy nha mọi người, fan Pussy. Bao lỗi lầm nha, bao nứt bể luôn. Đó. Tất cả fan đều ok hết nha mọi người, bộ Pussy luôn, hàng nguyên zin. Đó. Thì chất liệu là chất liệu carbon sắn chìm nha mọi người. Đó. Đây nè, fan Pussy nha. Tất cả fan đều ok, hàng nguyên zin nguyên kiện. Cây này thì cứng 80 dài 3m6, thu gọn là 90cm nha mọi người, thu gọn 90cm. Đó. Này cực kỳ ok luôn nha anh em, còn rất là đẹp nha. Đọt nó đây. Đọt sáng tới đọt nha mọi người. Đó, hàng nguyên zin. Cây này thì nặng là 420g, đọt là 2 ly 2. Đó, cứng 80. Anh em đánh cha, đánh chép, đánh bạo lực, câu lăng xê. Đó. Đánh chê, đánh trôi. Đó. Cực kỳ ok nha mọi người. Câu biển cũng được luôn. Đó, hàng chất liệu carbon sáng chìm. Thì cây này thu gọn là 90cm, giá công khai là 1,2 triệu nha, hàng nguyên kiện. Đó, không độ chế gì hết. Đó. Rồi, giá công khai cây số 4 là 1,2 triệu. Cộng chip nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 5. À, cây số 5 là cây hàng chuyên cho anh em đánh biển nha, hàng bạo lực, đánh cha, đánh chép, đánh biển. Đó. Cây này là một cây Daiwa Holylock. Đó, đây qua hồi lóc, chất liệu là chất liệu carbon, fan là fan cầu, fan biển. Đó, bass là bass Pussy đây qua. Thì cây này là Seabower, cây này cứng 120 dài 2m7 anh em. Cứng 120 dài 2m7. Coil là coil HS nha. Đó. Đây hàng carbon sẵn anh em có thấy. Cây này thì ngoại hình có xuất sắc rồi. Bộ là bộ chống sắn Pussy luôn. Đó. Cây này nguyên zin nha mọi người. Đây, phụ fan nó đây, đó, fan là fan cầu anh em, fan cầu xứ xanh. Đó. Thì cái này nó có xước sát nha anh em, xước sát li ti nha. Đây xước đây. Thì chỗ nào xước thì em báo xước đây. Xước thác li ti, có fan này thì nó bị nứt keo nè anh em. Đó, anh em về dặm miếng keo lại giúp em nha. Thì cần sao thì em báo vậy thôi. Đó. Fan biển fan cầu, cứng 120 dài 1,2m7. À, chuẩn đánh biển luôn, đánh biển đánh đáy, câu máy ngang máy điện cũng được, cũng rất là ok. Cây này thì nặng là 550g, đọt là 3 ly 6. Đó, giá công khai cây này là 1,6 triệu nha mọi người. Cây này thì em thanh lý dùm ông chú thôi. Đó, ông chú gửi em 1,6 triệu và bán 1,6 triệu thôi. À, cực kỳ cứng nha, em soi lại cho anh em xem. Đây xước xác cho mọi người. Đó, hàng xước xác thì báo xước xác thôi. Ok á, anh em không quan trọng ngoại hình thì hốt cái này về đánh thoải mái luôn, vô tư. À, có vài chỗ xước xác, fan là fan cầu, fan biển, xước là xước xám. Đó, cực kỳ ok nha. Rồi, giá công khai cây số 1, 2, 3, 4, 5, cây số 5 là 1,6 triệu nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là qua dòng hàng hệ hai gia. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 em lên cho mọi người là một cây Alpha Taco. Đó, hàng bông, hàng sẵn ít hai da. Đó. Thì anh em có thể thấy ngoại hình nó cực kỳ ok nè anh em. Nó gờ tầm khoảng 93-95% nha. Đây. Hàng carbon hai da. Đó, bass và bass Pussy. Cực kỳ mới nha mọi người. Đó, bass Pussy cực kỳ mới luôn. Đó, hàng sẵn hay da thế này thì còn gì bàn nữa. Cây này là cây dài 2m7 nha mọi người, 2m7 hai đọt. Đọt là đọt thấp nha. Đọt này thì bao nhảy luôn, bao nhảy bao cảm giác luôn. Ngoài hình ra tầm khoảng 95% nha, 93-95%. Fan là fan Pussy, bass là bass Pussy. Chất liệu là chất liệu carbon hay da, sẵn sẵn vòng. Sẵn nổi luôn á, sẵn vòng mà sẵn nổi luôn, anh em có thấy cực kỳ đẹp luôn. Thì cây này thì nặng là 290g, đọt 2 ly 2 cứng 80, đọt 2 ly 4 cứng 100 nha mọi người.
đây, hai đọt nữa đây. Fan là fan Fuji anh em, fan Fuji cực kỳ ok nha, không lỗi lầm gì hết, bao lỗi lầm luôn, bao kiểm tra hàng chính thanh toán luôn đó. Cực kỳ nhẹ nha, nó cứng thế mà nặng 290g thôi. Rồi giá công khai cây này là giá 1.800.000 nha mọi người, 1.800.000 hai đọt. Anh em là đánh biển, đánh tra, đánh chép, đánh lăn xê đó, lấy đánh cực kỳ ok luôn mọi người, gốc cũng còn rất là đẹp đây. Rồi giá công khai cây số 6, giá công khai cây số 6 là giá 1.800.000 nha mọi người, hàng cực kỳ đẹp nha, hàng hay da khỏi bàn. Rồi tiếp theo sẽ là cây số 9, cây số 9 là một cây Ryobi 2 da full hợp nha anh em, hàng lướt nha anh em, hàng sử dụng lướt và thôi chứ em không dám đảm bảo là 100%. Thì cái này là cứng 80 dài 3m, hàng của Ryobi nha mọi người, hàng Ryobi full hợp luôn. Thì giá công khai họ bán ở Nhật là khoảng 31.000 yên, ra tầm khoảng 6 triệu rưỡi. Hàng này hàng của Ryobi nha mọi người, đây thông số nó đây, cây này dài 3m, cây này dài 3m3, nặng 500g, đọt là 2 ly 6, gốc là 23 ly đó, thu gọn là 117 cm. Hàng carbon nguyên kiện nguyên hợp. Thì cái này sẽ là carbon hai da, hàng phan cầu đánh biển đây nè, hai da nha mọi người đó, hàng phan cầu đánh biển nha. Thì ngoại hình cực kỳ ok rồi, khỏi bàn, quân hợp mà. Hàng này thì em chỉ dám nói với anh em là hàng lướt qua thôi, chứ không dám nói là hàng chưa qua sử dụng. Bát là bát Fuji, phan là phan Fuji, phan cầu phan biển. Anh em thấy nó sẵn nè, sẵn tới ngọn luôn, bô là bô chống sẵn nha anh em, hàng hàng fan ship luôn nha. Fan nó đây, Ryobi thương hiệu nội địa Nhật, sẵn thế này khỏi bàn anh em, anh em có thấy không, sẵn như con rắn luôn. Đây hàng hai da anh em, hai da sẵn khỏi bàn. Thì fan là fan Fuji, bass là bass Fuji. Anh em đánh biển, đánh ghe, đánh tàu, câu tra, câu chép, về đến bạo lực thì lấy cây này đánh cực kỳ ok nha mọi người. Rồi giá công khai nhanh gọn lẻ luôn, giá cây này 1.800.000 cộng ship nha, 1.800.000 cộng ship, hàng còn cực kỳ mới nha mọi người. Đó anh em đánh tiêu cũng được, đánh tiêu lấy cái này đánh cũng ok. Rồi giá công khai cây số 7, giá 1.000.000, giá 1.800.000 nha anh em. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 còn là một cây Shimano full hợp nha mọi người. Cây này là cây Shimano full hợp. Cây này độ cứng ếch dài 2m7. Độ cứng ếch thì theo mấy anh Nhật quy đổi là cứng ra tầm khoảng 100 đến 150 nha. Đó. Thì cây này thì dài 2m7 2 khúc. Để đây coi. Dài 2m7 2 khúc, thu gọn 140 cm, nặng 245 g nha. Đó. Đọt là 1 ly 8, gốc là 22 ly đó. Thì giá nó bán tại Nhật ra tầm 22.000 yên, ra tầm khoảng 4.500.000 anh em, 4.500.000 không, ra tầm khoảng 5 triệu rồi đó. Hàng phun hộp nha anh em, phun hộp phun túi luôn. Đây soi cái cần cho anh em xem đó. Hàng thì carbon sáng ít hay da, còn cái tem có ai nữa, tem rất tắc cồ luôn anh em. Nó hàng hàng Shimano, bát là bát Fuji đời cao, bát thẳng Shimano đó. Rồi cận cảnh cho anh em xem, hàng sẵn hết khỏi bàn này. Đây áp 2m7 nha anh em. Thì đây xíu xác nhẹ cái này thôi đó. Sẵn như con gắn nha. Sáng ít hai da nha mọi người. Đọt đọt thấp. Thì hàng Shimano đọt thấp này đọt đọt siêu nhạy như anh em. Nó cực kỳ nhạy luôn, chứ không phải là thấp, thấp thời thủy tinh giống như mấy cái cây gần khác ở Việt Nam. Đây nó xước cái này tí nha mọi người. Đó. Thì chỗ nào xước thì em bắt xước thôi. Đó, hàng cực kỳ ok nha anh em, fan bắt Fuji hết. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 93% nha, 93-95%. Rồi giá công khai cây này là 1.600.000 nha anh em.
đó, 1,6 triệu cộng ship, giá này giá ông chú gỡ bán dùm thì bán dùm giá này thôi đó, 1,6 triệu cộng ship. Cây số 7, cây số 7 1 triệu, cây số 8 1,6 triệu cộng ship nha mọi người, số 8 giá 1,6 triệu cộng ship nha, đó cực kỳ ok nha mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 vẫn là một cây Shimano, hàng Shimano Power X. Đó, hàng này được bọc bằng bo nha anh em, bọc bằng bo. Cực kỳ đẹp luôn, bao với anh em bằng bo trong đây là bao đẹp luôn á. Đó. Cái này là được một cặp như nhau luôn. Đó, hàng vẫn là hàng 6X. Thì cây này được cái nó mới hơn tí thôi. Đó, nhưng mà nó không có hợp. Đó, mới hơn tí mà không có hợp nát. Thì cây này độ cứng sẽ là độ cứng khắc. Theo quy đổi nó gờ tầm khoảng 80 nha nè, 80-100. Độ cứng bao chuẩn nha. Đó. Đọt cũng là đọt tháp nha mọi người. Đọt tháp, fan là fan Fuji luôn. Đó, fan Fuji lỗi xám nha anh em. Ở xứ xám. Hàng thì cực kỳ đẹp rồi. Bát là bát Fuji. Ngoại hình ra tầm khoảng 90-95% nha anh em. Đẹp khỏi bàn nha. Thì cái này thì nặng là 300g, đọt là 2 ly. À, độ cứng là tầm khoảng 80-100. Giá công khai là 1,6 triệu nha anh em, bằng với cây số 8 luôn, cây số 9 là 1,6 triệu. Bằng cây số 1,6 triệu cộng ship nha. Rồi. Tiếp theo sẽ là cây cuối cùng, một cây hàng hệ đây anh em. Cây cuối cùng là một cây Yamagasu, đây phụ kiện đi theo của nó đây. Đó. Thì cây này thì thương hiệu này khỏi bàn, chuẩn nội địa luôn, hàng VIP luôn, Yamagasu nha anh em. Màu là màu xám khối nha anh em. Fan này là fan Fuji lá mà là fan xít luôn chứ, đen xì lì luôn nè, Yamagasu nha. Thì anh em đánh hàng nào đó đàn hệ đánh hàng Yamagasu thì khỏi bàn, đây fan Fuji nha anh em, fan Fuji xít luôn nha. Đó. Và fan lá nữa mấy á, bát là bát đời cao nè, nó ngoại hình cây này ra tầm khoảng 90-93-95% nha, cực kỳ mới luôn mọi người. Đó. Đây tất cả các khớp nối của nó đây còn rất là bóng nha anh em. Em quay kỹ cho anh em xem vì cây này nó xịn sò nên quay kỹ chút cho anh em soi. Chứ quay chậm chậm. Cây này thì cứng 30 dài 3m9, chuẩn cho anh em đánh gần nha anh em, đánh gần đánh biển đó, câu tra câu chép câu lăn xe cũng được luôn đó. Anh em có thể lấy sách đi đánh lục đầu cần cũng rất là ok nha anh em. Đó. Cái này chốc sơn cái nè, bao chùi sao qua bình thường đó, fan cực kỳ ok nha anh em. Thì cái này về chịu khó anh em lau chùi một tiếng đó là sạch sẽ liền đó, hàng chưa vệ sinh nha, hàng cực kỳ còn đẹp nha anh em. Hàng này anh em bên Nhật chỉ xài lướt qua thôi nha anh em. Yamagasu nội địa nha anh em. Fuji chống sắn luôn nha mọi người. Lá luôn. Để xa nhìn cực kỳ ngầu nha mọi người. Đây. Cực kỳ ngầu, cực kỳ đẹp nha anh em. Cây này thì nặng 410g. Đọt là 2,2, gốc là 25, giá công khai là 3,2 triệu. 3,2 triệu nha mọi người, giá công khai là 3,2 triệu. Cây số 10 nó cũng là cây cuối cùng em lên cho anh em hôm nay, một cây Fuji phân lá phân xít. Cây này đánh ga dây cực kỳ ok không á, ga dây săn hàng cực kỳ ok luôn vì nó làm giảm cái lực ma sát của cước so với cái phen đó. Rồi giá công khai cây cuối cùng là 3,2 triệu nha mọi người. Rồi đó là tổng cộng 10 cây càng em lên cho anh em hôm nay. Nếu em ưng cây nào có thể chốt để em số điện thoại em phải tự động liên hệ với anh em. Rồi cảm ơn anh em nhé.